các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với môn dịch cao cấp của tiếng Trung. Và trong cái môn học này thì cô sẽ giới thiệu với các bạn cách dịch câu, phương pháp một số cái phương pháp mà dịch câu thông thường. Và sau đó thì chúng ta sẽ áp dụng những cái phương pháp đó vào dịch một số cái văn bản ở những cái chủ đề cụ thể ha. Và trong bài số 1 ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó chính là các phương pháp dịch mẫu câu thường dùng. Và nội dung số 2 chính là phiên dịch một số mẫu câu. Ở phần số 1 thì mình sẽ cùng xem là bình thường chúng ta dịch thì chúng ta sẽ áp dụng các phương pháp nào ha. Thì đây sẽ là một số cái phương pháp thông thường khi dịch câu. Cô xin giới thiệu với các bạn. Phương pháp đầu tiên đó chính là dịch thẳng. Dịch thẳng trong tiếng Trung mình gọi là chữ y phả. Phương pháp số 2 mình có đó là chuyển đổi loại câu. Và trong tiếng Trung thì cái phương pháp này thì người ta sẽ gọi là chuyển hoàn chi sử. Đến với phương pháp số 3 thì mình có là thay đổi trật tự thành phần câu. Và phương pháp này trong tiếng Trung thì mình gọi là theo chứng ủy sử. Đến với phương pháp số 4 mình có là diễn giải ý nghĩa của câu. Phương pháp này ở bên tiếng Trung mình gọi là ỉn sân chi ý. Và phương pháp cuối cùng mà cô muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là tăng giảm thành phần câu. Và trong tiếng Trung chúng ta sẽ có từ tương ứng đó là truy lượng tự dâng trẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào từng cái phương pháp một để các bạn có thể hiểu hơn về các phương pháp dịch này ha. Và phương pháp đầu tiên đó chính là chữ y phả, dịch thẳng. Dịch thẳng thì các bạn biết là ở trong cái câu tiếng Trung và tiếng Việt thì đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp những cái câu mà trật tự từ tiếng Trung và trật tự từ tiếng Việt nó giống nhau. Có thể nói là hoàn toàn ha. Thì đối với những cái loại câu như thế thì các bạn có thể áp dụng cái phương pháp dịch thẳng. Bây giờ cô lấy ví dụ để các bạn hiểu hơn ha. Trong ví dụ số 1 thì chúng ta có câu như sau. Minh ơi, Minh đã tốt nghiệp chưa? Thì các bạn có thể dịch sang tiếng Trung là ăn miếng. Nǐ bìyè lè měi you? An Ning, nǐ bìyè lè měi you? Như vậy các bạn thấy rằng là ở đây ngay cả từ cái cách gọi Minh ơi này, rồi chủ ngữ, rồi đến động từ, tất cả mọi thứ nó đều có cái sự tương ứng về mặt thành phần câu trong tiếng Trung và tiếng Việt ha. Thì đó chính là một cái ví dụ cho khi mà chúng ta áp dụng cái phương pháp dịch thẳng. Bây giờ mình đến với ví dụ số 2. Nếu anh ta không tham gia thì đội ta nhất định sẽ thua. Đây sẽ là một cái câu phức với cái cấu trúc câu là nếu thì. Bây giờ các bạn sẽ xem sang bên tiếng Trung thì chúng ta dịch như thế nào ha. Bên tiếng Trung cái câu này mình sẽ dịch như sau. Rú của tha bù chăn chia, của mân tuệ khẩn tỉnh su. Rú của tha bù chăn chia, của mân tuệ khẩn tỉnh su. Như vậy các bạn thấy rằng là hai cái vế câu này, cái trật tự từ nó có cái sự tương ứng với nhau gần như là hoàn toàn ha. Đến với ví dụ số 3 chúng ta sẽ có ví dụ như sau. Ngày mai đoàn đại biểu sẽ đi Quảng Ninh khảo sát. Câu này khi sang bên tiếng Trung thì chúng ta sẽ dịch là Minh thiên đại biểu đoàn chang qu Quảng Ninh khảo trá. Minh thiên đại biểu đoàn chang qu Quảng Ninh khảo trá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái phương pháp dịch số 2. Phương pháp này gọi là chuyển hoàn chi sử. Sang tiếng Việt thì mình sẽ dịch là chuyển đổi loại câu. Tức là trong khi mà chúng ta dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung hay là ngược lại là từ tiếng Trung sang tiếng Việt thì do là cái thói quen biểu đạt ngôn ngữ của tiếng Trung và tiếng Việt nó có sự khác biệt, cho nên là đôi khi một số cái câu, cái loại câu ở bên tiếng này nó không được giữ nguyên sang bên tiếng kia nữa mà nó bắt buộc phải có một cái sự chuyển đổi. Ví dụ như là từ câu khẳng định chuyển sang câu phủ định, từ câu chủ động chuyển sang câu bị động để làm sao nó phù hợp với lại cái thói quen biểu đạt ngôn ngữ của cái ngôn ngữ tích. Và bây giờ cô lấy ví dụ để giải thích thêm cho các bạn ha. Ví dụ số 1 như sau. Ô hay, mấy đứa làm cái gì thế này? Ông cho chúng mày mấy gậy bây giờ? Đây là một cái câu được trích ra từ trong một cái câu chuyện ha các bạn ha. Thì cái câu này khi sang bên tiếng Trung thì mình sẽ dịch là hừng, nǐ men zhè xiè xiǎo guǒi gǎo shíme míng tāng? Xiǎng chī lǎozi de guàn zì ma?
cô nói lại ha. Hừ, nǐ men zhè xiè xiǎo guǔi gǎo shí me míng tà? Xiǎng chī lǎo zǐ de guān zǐ ma? Như vậy các bạn thấy rằng là ở bên trên cái câu là ông cho chúng mày mấy gậy bây giờ ông hai mấy đứa làm cái gì như thế này thì rồi, như vậy thì các bạn thấy là ở bên trên cái câu tiếng Việt của mình là ô hay mấy đứa làm cái gì thế này thì nó gần như là một cái câu nghi vấn ha. Nhưng mà khi mà sang bên tiếng Trung thì nó đã được chuyển thành cái câu chân thật. Nhìn mân chia sẻ xéo khỏe cảo rừng mà mình thả. Và ngược lại cái câu là ông cho chúng mày mấy gậy bây giờ thì sang bên tiếng Trung nó lại ngược lại, nó được đổi lại từ câu câu chân thật và trở thành là câu nghi vấn ha. Sang đến ví dụ số 2, mình có ví dụ như sau. Chuyện này ai mà chả biết. Thì đây ở trong tiếng Việt đây được coi là một câu nghi vấn. Và khi mà sang bên tiếng Trung thì mình lại dịch là zhè xiàn shì shéi dǒu chì dào, và bản thân nó là một câu chân thật. Sang đến ví dụ số 3, chúng ta có ví dụ như sau. Bài văn này đã không đề cập đến một vấn đề rất quan trọng. Thì các bạn thấy rằng là ở cái câu ví dụ của mình ở trong câu tiếng Việt thì nó là câu phủ định, và sang bên tiếng Trung thì mình sẽ dịch là zhè piān wěn zhāng hù lùi lě yī ge fěi chǎng zhòng yào de wěn tí. Zhè piān wěn zhāng hù lùi lě yī ge fěi chǎng zhòng yào de wěn tí. Và cái câu tiếng Trung á thì nó lại là câu khẳng định. Như vậy thì các bạn thấy rằng là trong cái quá trình dịch nó cái loại câu nó có thể được chuyển đổi rất là linh hoạt, nó sẽ tùy thuộc rất là nhiều vào cái thói quen sử dụng ngôn ngữ của cái ngôn ngữ mà mình đang dịch. Hay là mình có cái ví dụ số 4 như sau. Ô cái con bé này hay nhỉ, ai cho đi mà đi thế? Thì bây giờ các bạn sẽ có thể thấy rằng là cái câu này thì sang bên tiếng Trung đã được chuyển đổi lại câu từ câu nghi vấn sang câu cảm thán như sau. Yo, zhè ge xiǎo jiā wǒ zhēn xíng à, shéi ràng nǐ zǒu nǐ jiù zǒu lǎ. Cô đọc lại ha. Yo, nǐ zhè ge xiǎo jiā wǒ zhēn xíng à, shéi ràng nǐ zǒu nǐ jiù zǒu lǎ. Vâng, như thế thì cái câu này các bạn thấy là đã được chuyển đổi loại câu từ câu nghi vấn sang câu cảm thán. Đến với phương pháp dịch số 3, đó chính là phương pháp théo trứng ủy xì, hay sang bên tiếng Việt mình dịch rằng đây là phương pháp thay đổi trật tự thành phần câu. Thực ra thì nghe cái tên phương pháp thì chắc các bạn cũng đã đoán ra được rồi, do là trong tiếng Trung và tiếng Việt thì không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những cái câu mà các cái thành phần nó đều có một cái sự tương ứng song song giữa bên ngôn ngữ này sang bên ngôn ngữ khác, mà chắc chắn là đôi khi thì có những thành phần câu, cái vị trí của nó ở trong câu giữa tiếng Trung và tiếng Việt nó cũng sẽ khác biệt. Chính vì vậy mà chúng ta lại phải xem vào cái ngữ pháp của từng ngôn ngữ để chúng ta biểu đạt cho nó đúng với lại cái ngữ pháp của ngôn ngữ đó ha. Thì đó là cái phương pháp thay đổi trật tự thành phần câu. Cô lấy ví dụ số 1 như sau. Cô ấy học tiếng Việt ở trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong câu này các bạn thấy cái phần được tô màu xanh là ở trường Đại học Quốc gia Hà Nội là một cái cụm từ chỉ địa điểm. Thì ở trong tiếng Việt của mình thì cái cụm từ này hay trạng ngữ chỉ địa điểm này nó có thể được đứng ở cuối câu. Tuy nhiên khi mà các bạn thấy rằng câu này được dịch sang bên tiếng Trung thì chúng ta sẽ phải dịch như sau. Tha zài hè nèi guò jiā dà xuě xuě xí yuè nán yǔ. Tha zài guò nèi guò jiā dà xuě. Tha zài hè nèi guò jiā dà xuě xuě xí yuè nán yǔ. Thì cái trạng ngữ chỉ địa điểm này nó sẽ không được đặt ở cuối câu như ở trong tiếng Việt nữa, mà nó được đặt ở ngay sau chủ ngữ. Ai, ở đâu, làm gì? Đây là một cái lỗi mà rất là nhiều sinh viên Việt Nam, trong khi mà chúng ta dịch những cái câu ở bên tiếng Việt sang bên tiếng Trung thì chúng ta đều mắc cái sai lầm này. Bởi vì là có rất là nhiều bạn do ảnh hưởng của cái ngôn ngữ mẹ đẻ cho nên chúng ta đều hay để cái trạng ngữ chỉ địa điểm này xuống cuối câu. Nhưng ở đây thì cô đặc biệt lưu ý lại với các bạn ha. Ai, ở đâu, làm gì thì cái thành phần ở đâu đó, ở một cái địa điểm nào đó các bạn luôn luôn nhớ là chúng ta sẽ để vào đằng sau chủ ngữ nha các bạn ha. Đến với ví dụ số 2 như sau.
Anh ấy mới về trường hôm qua. Thì câu này khi mà sang bên tiếng Trung thì chúng ta sẽ dịch là Tha zuo tian cai fan xiao. Tha zuo tian cai fan xiao. Thì các bạn thấy rằng là cái từ hôm qua nó là một cái từ đóng vai trò làm trạng ngữ chỉ thời gian ở trong câu. Trong tiếng Việt của mình thì mình có thể để trạng ngữ chỉ thời gian ở đầu câu hoặc cuối câu. Tuy nhiên thì trong tiếng Trung thì nó có thể để ở đầu câu hoặc để ở sau chủ ngữ. Và trong cái trường hợp này các bạn thấy là cái từ chúa thiên nó đã được để ở đằng sau chủ ngữ, chứ nó không có, không thể đặt ở cuối câu giống như là ở trong tiếng Việt của mình được. Và đến với ví dụ số 3 thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy được rằng là cái sự mà thay đổi cái trật tự thành phần câu nó rõ rệt hơn rất là nhiều. Bây giờ cô sẽ có một câu ví dụ như sau. Mục tiêu của chương trình 135 là cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu. Đây là một cái câu cũng khá là khó và nó có nhiều thành phần ha. Thì các bạn thấy những cái phần nào mà cô tô cái màu giống nhau á, có nghĩa là những cái thành phần đó là được tương ứng sang nó được dịch tương ứng với nhau. Ví dụ như là cụm màu xanh. Mục tiêu của chương trình 135 là, thì ở dưới mình sẽ dịch tương ứng là Yao san wu gong cheng de mu biao shi, hay là cải thiện và nâng cao thì mình sẽ có cụm là qin ni bu cải shan he ti gao. Đời sống vật chất tinh thần thì mình sẽ dịch là wu zhi he qing shen sheng huo shui ping. Và cái cụm màu đen còn lại cho đồng bào dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu thì mình sẽ có cụm từ là biên yển san chi thưa khuẩn xiang cử miến rú thống bao tờ. Như vậy các bạn nhìn vào trong các cái thành phần câu mà được tô màu ở trong cả tiếng Việt và trong tiếng Trung thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có một cái sự thay đổi vị trí rõ rệt ở trong cái bản gốc và trong bản dịch ha. Thì cái câu này khi mà dịch sang bên tiếng Trung thì chúng ta sẽ có một cái câu hoàn chỉnh như sau. Yao san wu gong cheng de mu biao shi jin yi bu cải shan he ti gao bian yuan shan qu te kun xiang ge min zu tong bao de wu zhi he qing shen sheng huo shui ping. Cô đọc lại câu này một lần nữa ha. Yao san wu gong cheng de mu biao shi jin yi bu cải shan he ti gao biên yển san qu te kun xiang ge min zu tong bao de wu zhi he qing shen sheng huo shui ping. Và đó chính là những cái ví dụ về cái phương pháp dịch số 3. Nó là phương pháp mà thay đổi cái trật tự các thành phần câu. Thì nhắc lại với các bạn một lần nữa, đó là chúng ta cần phải nắm vững được ngữ pháp để chúng ta xem là các cái thành phần ở trong câu nó cần phải được đặt ở vị trí như thế nào ha. Đến với phương pháp số 4 là phương pháp diễn giải ý nghĩa của câu. Bên tiếng Trung thì mình gọi phương pháp này là ẩn thân chú ý. Cái phương pháp này nó được tiến hành như sau. Có nghĩa là đôi khi chúng ta nhận được một cái bản gốc, nhưng mà một số cái cách biểu đạt ở trong bản gốc nó không được rõ nghĩa lắm, thì dịch giả người ta sẽ có phải tiến hành một cái bước nữa, đó chính là diễn giải để làm rõ thêm cái ý nghĩa của nguyên tác, để giúp cho ý nghĩa của bản dịch nó trở nên rõ ràng hơn, để người đọc người ta có thể hiểu rõ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lấy ví dụ ha. Ví dụ số 1 như sau. Từ nay đừng có đổ vạ tại lúa, trước hết phải chỉ vào mình và nói tại người. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cụm này sang bên tiếng Trung mình sẽ dịch như, cái câu này sang bên tiếng Trung thì mình sẽ dịch như sau. Qin hao bu yao jia huo yu dao zi, shou xian yao zhi zhe zi ji shuo, dao zi qian shou shi you wo men zao cheng de. Cô đọc lại ha. Qin hao bu yao jia huo yu dao zi, shou xian yao zhi zhe zi ji shuo, dao zi qian shou shi you wo men zao cheng de. Thì ở đây các bạn thấy rằng là cái đoạn mà cô tô màu đen á, thì nó giống nhau rồi. Riêng có cái đoạn màu xanh là tại người, thì các bạn thấy là ở bên tiếng Trung, tiếng Việt sao nó ngắn như thế mà sang bên tiếng Trung chúng ta lại dịch dài ra như thế kia. Đấy là lý do là nếu mà mình chỉ nói là tại người thôi, cha hồi tự chỉ hay là
yếu tự chỉ giao chống đỡ hay là sao thì cái bản gốc nó chưa có đủ rõ nghĩa. Các bạn thấy rằng là khi mà mình dịch cái cụm tại người sang thành cái cụm tạo chữ chen sâu sư yếu của mình giao chống đỡ thì cái ý nghĩa của cụm ở bên tiếng Trung nó có nghĩa là cái việc thu hoạch mà nó không có được, cái việc thất thu trong mùa màng á, là do chúng ta gây ra. Chứ nếu như chúng ta chỉ dịch lại của mình giao chống đỡ thì nó sẽ đúng với nguyên tắc đấy, nhưng mà nó chưa đủ nghĩa, chưa đủ rõ nghĩa thì người đọc người ta sẽ cảm thấy là cái bản dịch này nó có một cái sự không rõ ràng, đọc và người ta cảm thấy là không thoải mái với cái bản dịch ha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy sang ví dụ số 2 như sau. Anh vừa làm vừa huýt sáo như không còn gì ở đời này thú vị hơn. Câu này khi mà dịch sang bên tiếng Trung thì chúng ta sẽ dịch như sau ha. Tha biên càng hùa biên chơi khẩu sao. Hào xiang sư chia sang zài yế mê yếu bì chơi khẩu sao gâng yếu chìa đỡ sao lạ. Cô đọc lại một lần nữa ha. Tha biên càng hùa biên chơi khẩu sao. Hào xiang sư chia sang zài yế mê yếu bì chơi khẩu sao gâng yếu chìa đỡ sao lạ. Thì ở đây cái các bạn để ý thấy ở trong cái câu tiếng Việt của mình là như không còn gì ở trên đời này thú vị hơn. Nếu như mà mình không có thêm cái cụm là bỉ chơi khẩu sao, cái cụm mà cụm tô màu xanh ở đây á, thì cái câu mà bạn dịch nếu như nó chỉ là mấy hiểu cân hiểu chưa được sao là thì nó sẽ không rõ nghĩa. Mà ở đây khi mà chúng ta thêm cái cụm bị chơi khẩu sao vào thì nó có nghĩa là như không còn gì ở đời này thú vị hơn việc huýt sáo nữa, thì cái câu tiếng Trung của chúng ta nó rõ nghĩa hơn rất là nhiều ha. Sang đến phương pháp dịch số 5, đó là phương pháp tăng giảm thành phần câu. Phương pháp này bên tiếng Trung mình sẽ gọi là truy lượng tự dâng trẻ, tức là trong khi chúng ta dịch thì chúng ta không thể nào đảm bảo rằng là các cái số lượng của thành phần câu ở trong tiếng trong ngôn ngữ gốc nó có thể được đảm bảo hoàn toàn giống như là ở trong ngôn ngữ đích. Thì có nghĩa là ví dụ như ở bên tiếng Việt chẳng hạn, nó có một thành phần câu thì bạn không thể đảm bảo được là toàn bộ bản dịch của các bạn nó đều sẽ phải dịch ra là một thành phần câu ở trong tiếng Trung, mà đôi khi nhằm làm rõ nghĩa hơn cái văn bản dịch của chúng ta thì chúng ta có thể biến một cái thành phần câu ở trong tiếng Việt trở thành hai thành phần câu ở trong tiếng Trung hoặc là nhiều thành phần câu hơn, nó sẽ tùy thuộc ha. Và ngược lại khi mà chúng ta dịch tiếng Trung sang tiếng Việt cũng như vậy. Bây giờ cô lấy ví dụ để các bạn hiểu rõ thêm ha. Nếu như chúng ta có một ví dụ như thế này. Một bên bà ta kê chiếc bàn, trên bày vài món đồ tạp hóa. Bây giờ sang bên tiếng Trung mình sẽ dịch là y thấu tha bài trở y trang chua zi, chua zi sang phong trở y tuy giá hộ. Y thấu tha bài trở y trang chua zi, chua zi sang phong trở y tuy giá hộ. Thì các bạn thấy rằng là cái từ chiếc bàn ở trong tiếng Việt, câu tiếng Việt thì sang bên tiếng Trung đã được tách ra làm hai thành phần. Nó vừa là cái cụm màu xanh là y trang chua zi và nó đồng thời là cái cụm màu đỏ chua zi sang. Thì cái câu tiếng Trung của mình sẽ là một bên bà ta để một chiếc bàn, trên bàn có bày một vài món đồ tạp hóa. Thì như vậy các bạn thấy rằng là một cái cụm chiếc bàn ở bên câu tiếng Việt khi sang tiếng Trung chúng ta đã tách ra làm hai cái thành phần câu. Cái y trang chua zi nó vừa là tân ngữ của cái động từ bài ở phía đằng trước, sau đó cái thành phần số 2 là chua zi sang thì nó lại là thành phần chủ ngữ của cái vế đằng sau. Đó chính là cái phương pháp mà tăng giảm số lượng thành phần câu ở trong khi chúng ta dịch ha các bạn ha.